nhánh đâu mà dữ vậy? Cái nhánh đó, cái nhánh mít này đó, bạn cùng tay mà dám để trên mít này đó là khoảng cái chừng nhiều cũng có chứ mà 15 ký. Khoảng là trên 15 ký rồi. Thấy trên mít không? Thấy không chứ? Thật trên 15 ký đó. Này chú Dương. Cái nhánh đó ở cùng tay à. Thôi thấy được. Kiếm gì đỡ cái trái mít không? Đâu có chở đây rồi. Chở chỗ này rồi. Trái này thì khoảng chừng 15 ký. Đó. Ý là cái dính nó bằng cùng tay tao thôi đó mà vậy đó. Rồi mít này sung mà. Rồi phải giữ giữ lấy cây mít mới được chứ đâu ấy. Hải hùng chưa? Hùng mà. Cái gì? Cái mê không? Quay gần cây mít rồi thấy. Ý là cái nhánh nó bằng cùng tay thấy không? Chút xíu rồi mà. Cô bạn cây mít 15. Hổm là hai cái gì nhỏ hơn là. Thôi với mẹ mày, mừng lại là chuyện bình thường đó. Mừng vậy mày mới khỏe được á. À, bây giờ là lắp ráp máy để tưới cây. Ừ. Mùa hạn mặn. Chống hạn. Chống hạn. Chống hạn mặn nè. Đặt đúng vị trí mới được nè. Thấy không? Hả? Rồi ở đây là bơm nước từ cái giếng khoan vô cái đìa. Sau đó thì bắt đầu mới bơm tưới cây được. Mệt quá. Được không? Rồi, không được rồi. Là chiếc cái gắn vô chỉ xoay vậy thôi là nó sát lại thôi đúng không? Thấy nó sát dặn rồi. Nó. Rồi, đây là nguyên cái hệ thống tưới của nguyên cái vườn. Ừ, đó, đây là lắp ráp nè. Cái này lắp ráp nè, thấy không? Lắp ráp cũng lẻ thôi. Ừ. Trong vùng á là 2 phút hồ xong hết. Đó, xong. Vậy xong bấm lấy cái thùng, lấy cái thùng kia là mồi nước cho nữa ha. Đút ra quất nước lên ào ào liền. À lấy cái thùng múc nước chế vô cái máy nữa đúng không? Mồi nước. Rồi nó rút này nữa kia. Rồi tính ra làm sẵn gì cái tiện không? Có cái cực cái giác máy lên xuống thôi. Mà vậy thôi mà tao bay móc ra mà tao đi xe đẩy chứ đâu có. Làm xe rùa. Xe rùa đẩy thôi. Mở van thôi. Đó. Mở van đây đứng đây. À mồi nước ngay chỗ đó. Ừ. Khi nhiệt vậy. Hai thùng. Tính ra bơm đầy đìa nó trơn chứ bộ. Hả? Tính ra đào cái giếng này bơm đầy đìa trơn chứ. Trời nước này dữ dội nè. Mê phèn cũng dữ ha. Đâu phèn phải không? Không, thì không phải, tại bơm xoáy dưới đất đục. À. Vậy cái tích tắc nè, rồi mày quay mấy buồng dừa kia kìa, giọng mày quay mấy cái cây buồng dừa nhiều thôi. Cái lẩm nhẩm nữa. Cây trái hiện trái thôi không. Còn quay qua cái mít kìa chừng 15 kg kìa. Đâu ở đâu? Kìa kìa. Mít 15 kg. Ghê vậy hả? Nguyên thằng mít này cái này cũng ôm trái cơ. Đây là cái mô tơ là cái này mấy ngựa? Hai ngựa. Hai ngựa, còn kia ngựa rưỡi. Cái kia là motor ở dưới giếng lên. À. Motor giếng riêng rồi, còn cái này là motor để tưới vườn. Motor bét. Hai thùng rồi hả? Chưa đầy nữa hả? Đâu có hai thùng rưỡi. Hai thùng rưỡi là đầy. Này là mình châm nước mồi vô để máy nó hút lên tưới. Đó, tràn rồi, rồi. Tràn rồi. Không tới hai thùng rưỡi. Đó, phải tràn vô. Phá lại cái này. Rồi. Đó, rồi, bắt đầu mấy giờ khoan để coi cái mấy bán nhánh nào trước? chạy ha. Hả? Bán nhánh ngoài trước đi. Nhánh này trước đi. Và cái nhánh này. Nhánh này với nhánh này đi. Bạn nó quay cái này đi. Rồi, hai nhánh này. Chuẩn bị. Cái này là mùa hạn mặn đó, thấy chưa? Bơm nước duy nhất chỉ có cái đìa thôi, còn mấy cái đìa này là khô queo hết. Đó, từng cái đìa tất cả đều khô queo hết, phải bơm từ giếng lên. Trời ơi, mít trái dày đây nè mà đâu có ấy được. Đây là hệ thống tưới toàn vườn. Ngồi xuống rồi lắc đi, đi rồi trái quay xuống rồi đi, tắt đi. Lên đây nè, lên đây là đi cùng lối. Lên mà đi. Quá chừng luôn mà hạn mặn. Cho nên không chịu nổi. Bên này quay cái này. Bên này quay kia. Vậy bên trước quay bên này nè. Bên này nè. Bên này mình view qua đây nè. Dưới, thế đứng dưới này kìa. Sao? Đó, dày đây nè mà hạn mặn không rồi khô queo sao chịu được, cho nên phải đào cái giếng xong rồi mình mới bơm lên đìa rồi mình tưới thôi. Đây cứu cây ở miền Nam, ố miền Tây. Ở đây đi giờ biết giò này bét. Rồi ok, thấy luôn. Gãy cái phải làm lại. Đây, đìa là khô queo hết như thế này. Coi như sát đáy luôn. Đặt đây, canh đây. Ê, ừ. Ừ. Phải không? Ủ vậy đó. À.
giờ ta hiện đại quá vậy. Nè, đây là hệ thống tưới tự động của vườn ông Năm. Đề coi như là khô sát luôn. Đây. Đây này nó từ đó trồng lại thành vít rồi, không hết luôn. Đây, đề ở đây. Như mọi người thấy, khô queo. Mùa hạn mặn này phải nói là khủng khiếp. Quá trời. Cái này là coi như lá bùa trong vườn. Đó, bùa trong vườn nhưng mà phải để treo. Đây là một hệ thống tưới tự động. Do là cái mùa hạn mặn này á, là cái đìa thôi này, mọi người thấy khô queo luôn, không có sát đáy, không còn một miếng nước. Với đìa quay không có nhỏ nước nữa mà ta tưới bằng bét. Thấy sợ. Phải đào giếng tưới thôi. Đào giếng tưới vậy mà vừa thì đủ có nụ hết luôn rồi, lưới mèo hết rồi. Đi vòng vòng vô trong kia rồi quay trống, lắc lắc quay bên kia nữa ha. Còn là hơi lên tưới một cái vậy. Mấy viên đằng kia cho cá hút, hút cá là kia vậy. Hả? Hồi con quăng lưới con hút nữa. Lá bùa trong vườn. Do ông Năm sáng chế. Đây, đây nguyên cái đìa. Trời ơi, khô queo luôn, không có một miếng nước, cỏ mọc tùm. Khô tới đìa chảy đó, và đây là tưới ở đây. Cho nên không còn nước tưới, bắt buộc là phải đào giếng thôi. Khoan giếng. Ở khoan giếng. Mấy lần ta dỡ ta tắt hết rồi. Hả? Cặp cái rô bự lắm. Đây nè, đi đi lại qua mít này đi đó. Mày đừng có quay ấy nữa. Là tưới một cái mấy viên đằng kia cho cá nó hút cá là kia vậy. Hả? Hồi con quăng lưới con hút nữa. Lá bùa trong vườn. Do ông Năm sáng chế. Đây, đây nguyên cái đìa. Trời ơi, khô queo luôn, không có một miếng nước, cỏ mọc tùm. Khô tới đìa chảy đó, và đây là tưới ở đây. Cho nên không còn nước tưới, bắt buộc là phải đào giếng thôi. Khoan giếng. Ở khoan giếng. Mấy lần ta dỡ ta tắt hết rồi. Hả? Cặp cái rô bự lắm. Đây này, đi đi lại qua cái mít này đi đó. Chết nó mày đừng có quay ấy nữa. Còn là mấy con cá đồng. Vậy chưa? Vậy đó mà cho nó không cá. Cá đồng này nè, ổ cá đồng này nè, thấy không? Quá mày thu gần nó mà lắc lên nhóc luôn. Nuôi. Dạ ương. Nuôi lại để sau khi mà có nước đầy đủ thì ương bung hết vườn luôn. Bung ra hết vườn. Đó cái gì mà chà lách á. Trời ơi thì chứ gom lại mà đưa cá này ương. Cá cũng bự. Sẽ cò ăn không? Đồ ăn gì hết mà cò đâu ăn nổi. Cò chà chài nó hay lắm chứ. Ghê chưa? Cá gì á? Cá thật không à. Quá trời coi kiểu có bầy bầy luôn kìa. Dạ, đi xuống ghê, công nhận là nó sát đi luôn á. Chứ không có cặp, không có hai cặp đem dưới có chứ. À vậy bữa à, đây hồ này là mít ố này là bưởi da xanh, một cặp nó khoảng chừng 2-3 kg 3-4 kg gì đó, nhìn thấy cũng bự quá. Hôm nay đi vườn. Còn đây là buồng dừa. Đây là cây dừa tơ không đó mà nó mới có buồng này chắc khoảng chừng nói chung là dừa đậu mấy trái, mười mấy trái không đó. Buồng mười mấy trái. Cái nào? Mít nó trầu trụ mẹ chơi diễn đục cái cuốn nó cạp da trời. Trời ơi quá chừng trái luôn. Cái này là cái mít non bị sâu cắn cuốn. Quá uổng. Đây nguyên cái vàng
tưới tự động, chỉ cần bấm nút một cái là đi xung quanh vườn thôi. Ở đây là thêm một cái đìa nữa, phải cần phải bơm vô cho nó đầy để mình trữ nước. Mình bơm từ cái giếng lên rồi sau đó mình trữ nước vô cái ao này, sau đó mình sang qua cái ao kia để mà mình lóng rồi phèn rồi này nọ mình mới tưới được cây. Đây là miền Tây. Trong vườn luôn luôn có những lá bùa như thế này, chả biết để làm cái quái gì, nhưng mà chắc là nó treo vậy thôi. Vừa là cây ra trái mênh mông, quá trời trái.